Caesar Memorial với trận chung kết lịch sử của SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Thái Lan. Chúng ta đang hướng tới tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng ghi lại một cái buổi ăn sáng của đội tuyển, quý vị hãy để ý một chút thôi. Đây là một điều mà tôi cũng đi theo một vài đội tuyển một vài lần rồi, cũng hiếm khi thấy tất cả các ban huấn luyện, các thành viên của ban huấn luyện, đây là trợ lý huấn luyện viên trưởng, đứng bắt tay từng người và họ xếp hàng ở đây. Họ tạo ra một thói quen ngày nào cũng như ngày nào, thói quen của thành công. Ông Tú, ông là người trực đoàn, ông có thể giải thích. Chúng ta đã chờ đợi 60 năm rồi. Còn nếu như tính từ thời chúng ta trở lại với đấu trường SEA Games vào năm 1991 thì đó là một sự chờ đợi 28 năm. Và chắc chắn rất nhiều người, những cổ động viên của bóng đá Việt Nam đã dành cả thanh xuân của mình để chờ khoảnh khắc mà chúng ta giành tấm huy chương vàng bóng đá SEA Games. Tất cả chúng ta đều vô cùng hồi hộp và háo hức chờ đợi trận chung kết ngày hôm nay. Một trận chung kết mà chúng ta, môn bóng đá nam của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, trong khi đối thủ cũng đã 28 năm, gần 3 thập kỷ không thể vô địch SEA Games, cả hai đều khát khao huy chương vàng, đặc biệt là đội tuyển U22 Việt Nam. Huy chương Memorial đang được nhuộm bằng màu đỏ của các cổ động viên. Cách tạo ra sự kỷ luật, tạo ra phong cách ở trong. Thứ nhất là khi mà chúng ta đi ăn sau tập thể thì nó tạo một tính teamwork, tính tập thể rất là lớn. Tôi đơn thuần là tuyển quốc gia tới bây giờ thế thôi. Ăn xong ai ăn trước cũng phải ngồi lại chờ mọi người ăn xong cũng đứng lên. Mọi người cùng số cùng ngồi vào bàn. Không ai ăn trước ăn sau cả. Ăn xong phải chờ mọi người tôn trọng mọi người cùng đứng lên chứ không phải bỏ đi trước để mọi người ăn sau. Thì đấy là một trong những cái này là gì? Ông Bắc. Việt Nam chúng ta. Và tôi tin rằng ở khắp mọi miền của Tổ quốc thì hai màu vàng đỏ cũng đang là những gam màu chủ đạo với tất cả sự hồi hộp, chờ đợi, tin tưởng và hy vọng vào những gì mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể làm được ngày hôm nay. Nếu như tính cả từ tấm huy chương vàng bóng đá nam năm 1959 thời mà SEA Games còn có tiền thân là SEA Games, phải nghĩ đến nhau một cách tích cực và luôn luôn hướng cái điều tích cực đấy về phía trước, và tôi tin rằng đó cũng là một liệu pháp mà các huấn luyện viên sử dụng cho các cầu thủ trẻ. Với huấn luyện Park thì chúng ta nhớ là ở kỳ tích U23 châu Á là những ngày chúng ta thấy những bữa tiệc sinh nhật bóng Park, thậm chí là người ấn đầu cầu thủ, gửi gắm vào đó rất nhiều những kỳ vọng, những cảm xúc thực sự là đặc biệt trên sân Windsor Memorial, và chắc hẳn đó cũng là những cảm xúc chung của tất cả hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam, những người có thể có mặt tại Indonesia, tại Philippines lúc này hoặc là đang ngồi trước màn hình để theo dõi trận đấu. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ trong cuộc đối đầu này giữa đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta và U22 Indonesia. Cả hai đều có thành tích như nhau. Khi đối đầu tại đấu trường SEA Games, mỗi đội thắng 5 trận và bất phân thắng bại 2 trận. Cả hai cùng ghi được 21 bàn thắng đến lúc này và để thủng lưới.